Đây, thành dầm chính này nó sẽ cao là 55 cm. Và rộng ở đây là rộng 14 cm. Bên trong này thì được thiết kế với rất nhiều các thanh chạy đan, chạy chéo, đan chéo này để giúp móc luôn được ổn định, luôn có kết cấu. Xin chào tất cả anh em, các bác tài và mọi người đang xem video này nhá. Hôm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hatico xin giới thiệu đến với tất cả mọi người một mẫu móc xương cổ cò mới về đời 2021, còn rất chi là đẹp mới. Được móc xương cổ cò 48 feet này được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Trung Quốc với thương hiệu là Siwe và được phân phối độc quyền tại công ty xuất nhập khẩu Hatico. Vậy thì móc xương cổ cò 48 feet này có những thông số như nào thì hãy cùng em đi tìm hiểu nhé. Đây là bảng thông số của móc xương cổ cò 48 feet này, với thương hiệu là với công ty là Shandong Siwe Vehicle, thương hiệu là Siwe, với tải trọng tối đa là 40 tấn, xác nặng 6 tấn, chiều dài là 15050, chiều rộng là 2,5 m và chiều cao là 1505. Rồi, bây giờ cùng em đi tìm hiểu về móc xương cổ cò 48 feet. Đầu tiên là móc xương cổ cò 48 feet này được trang bị với hai tai ếch màu đỏ và màu vàng. Cùng theo ở giữa đây là ổ cắm Philips 7 chấu. Phù hợp với các dòng điện là 12V và 24V. Tiếp theo đây là thân thân dọc của cổ cò 48 feet. Được thiết kế là hai dầm dọc chính bản to chạy dọc. Bên trên đầu này thì được thiết kế thêm là hai thành dầm phụ để tăng độ kết cấu, tăng độ chịu lực khi mà đặt công hay là đặt hàng lên trên móc vận chuyển trên đường. Đây là thành thành chính của móc. Vậy thành chính này thì sẽ dài bao nhiêu và cao bao nhiêu thì em sẽ đo trực tiếp để cho các bác xem. Đây, thành dầm chính này nó sẽ cao là 55 cm. Và rộng ở đây là rộng
Rộng ở đây là rộng 14 cm. Bên trong này thì được thiết kế với rất nhiều các thanh chạy đan, chạy chéo, đan chéo này để giúp móc luôn được ổn định, luôn có kết cấu chịu lực cao nhất. Đường dây dây điện thì được ngắn liền với bên trong thân, đi một cách rất chi là gọn gàng. Đấy là về thành dầm chính. Cản thì được thiết kế rất chi là dài, rộng. Đằng sau đây là thiết kế của cản chắn bùn. Chắn bùn thì được thiết kế thông minh hơn và có tính thẩm mỹ hơn. Ngày trước là thiết kế theo dạng đường thẳng, nhưng mà bây giờ họ đã thiết kế sang dạng đường cong này, giúp tăng định độ thẩm mỹ và tăng độ kính, độ cứng hơn. Lốp này thì đang sử dụng là lốp hiệu là Double Coil. Nhưng các bác đã quá quen thuộc với dòng lốp này rồi. Lốp Double Coil với thông số là 12R22.5. Đây là lốp không có xăm. Lốp này thì trên thị trường đang bán là khoảng từ 7 đến 8 triệu một quả. Trục là đang sử dụng là trục FHMI. Móc này thì đang được trang bị là 12 quả lốp Double Coil. Tiếp đến là đằng sau. Đằng sau đây là cụm đèn hậu phía sau. Là đèn 12V hoặc 24V, nó dễ dàng có tay thể bóng đèn. Và được ốp viền e-lock bên ngoài để bảo vệ. Rất chìa đẹp. Em sẽ đi vào bên trong khung cầm cho các bác xem. Đây. Đây là khung cầm của móc xương cổ cò 48 feet. Vẫn còn rất chi là mới và bóng. Đây là nhờ công nghệ sơn tĩnh điện, sơn công nghệ cao, tĩnh điện 3 lớp và sơn nhúng. Nên là bảo vệ được lớp sơn rất chi là tốt. Các bác biết rồi đấy. Dạo vừa rồi Hà Nội mưa gió rất chi là nhiều ngày, nhưng mà nhờ cái công nghệ sơn này mà móc này vẫn giữ được nguyên bản đấy, nguyên vẹn cái màu sơn, vẫn còn rất chi là bóng. Nhíp thì đang sử dụng là nhíp 10 lá. 10 lá nhíp, mỗi lá nhíp là dày 1,5 cm. Trục đang sử dụng là trục FHMI với 6 búp sen chạy dọc mỗi trục 2 búp. Màu sơn còn rất chi là bóng. Và đây cũng là ưu điểm của công ty Hatico về màu sơn và nước sơn mà các công đơn vị khác đang không chưa làm được. Và tiếp đến đây là thùng đồ nghề. Vẫn thiết kế thùng đồ nghề quen thuộc, hiểu được tâm lý của anh em và các bác tài đi đường xa nhiều đồ đạc, nên là thiết kế một cái thùng đồ nghề rất chi là rộng rãi. Và bên trong này thì có cả tích hợp là ổ khóa, ổ khóa để cho chống trộm cắp khi mà anh em các bác tài để đồ trong này. Lốp này thì trang bị là 12 quả lốp chính và một quả lốp phụ, cùng kèm với hai giá treo màu xanh này, cũng là hiệu Double Coil hết. Chân chống đang sử dụng đây là chân chống hiệu Holland. Đây Holland, chân chống tải trọng là 30 tấn đến 80 tấn, được bắt cố định vào thành 12 đai ốc, mỗi bên đai ốc 6. Chân chống này thì là được nó tích hợp bánh răng lai thông minh, có thể nâng hạ một cách nhẹ nhàng, giúp cho việc cắt móc và lắp móc một cách dễ dàng. Chân chống này thì được gắn kết với nhau qua một cái trục thành dầm chính. Thành này dầm dày 20 cm, đất chia chắc chắn. Còn đây là bên trên của móc sàn 48 feet cổ cò. Đấy, như ban đầu em đã giới thiệu thì được thiết kế là hai dầm chính chạy dọc. Đấy. Bên cộng thêm là hai dầm phụ để tăng độ chịu lực cho móc. Ngoài ra được là đan chéo rất nhiều các thanh chéo này, thanh đan ngang này, bản dày rộng, giúp móc là vững vàng hơn khi mà chạy trên đường.
Cộng thêm nữa thì đây là được thiết kế là 3 bình hơi. Bình này bình inox để chống mài mòn. Bình inox rất bền đẹp. Móc xương cổ cò 48 feet này thì được thiết kế là với 6 đinh chốt. 6 đinh chốt công. Rồi, ok. Đây là tất cả về móc xương cổ cò 48 feet của Hatico em đã giới thiệu với các bác. Nếu như mà các bác nào mà đang có nhu cầu tìm mua đấy, thì có thể đến tận bãi đỗ xe Hatico. Địa chỉ ở số 1 đường Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Đấy, hàng lúc nào cũng có sẵn để phục vụ các bác. Và các bạn liên hệ số điện thoại là 0965 809 499. Đấy. Ngoài ra thì bên Hatico còn phân phối rất nhiều các sản phẩm khác, ví dụ như là móc rào, móc sàn, móc xương thẳng, xương cổ cò với đủ đầy đủ các cái kết cấu, cấu hình. Rồi. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.